Hồng Loan chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 21 tháng 3, là cái ngày thứ hai mà tiểu bang California có cái lệnh shelter in place. Hôm nay thì đáng lẽ là không muốn đi ra đường, nhưng mà tại vì ngày hôm qua nhà Hồng Loan có nấu cái món mà xôi bắp với lại nước dừa mỡ hành đó. Có một cái gia đình người bạn có tới 5 đứa con lận, cho nên bây giờ mình phải share ra, mình phải đem qua, mình chia qua cho gia đình của bạn của mình, cho nên bắt buộc phải đi ra đường. Thì sẵn tiện đây thì Hồng Loan cũng muốn quay cái khung cảnh ở khu người Việt của mình, vòng vòng ở khu Bosa, rồi Hồng Loan sẽ đi ngang trung tâm y tế Michael Đào để quay cho quý vị. Quý vị biết, giống như là tối ngày hôm qua đó thì có nghe tin là từ trung tâm y tế Michael Đào đã test thử ra là có 4 người bị coronavirus. 4 người Việt Nam. 4 người Việt Nam bị coronavirus. Nhưng mà theo tìm hiểu và hỏi kỹ lại đó thì bên anh Michael Đào nói là không có ai mà positive hết, cho nên mọi người hãy yên tâm. Bây giờ thì Hồng Loan đang trên cái đường đi thẳng ra, mình sẽ chạy ngang cái khu Phước Lộc Thọ, rồi sau đó mình sẽ chạy tới cái trung tâm y tế. Hồng Loan chỉ đi ngang qua rồi quay cho quý vị coi thôi ha, chứ Hồng Loan không có muốn bước xuống, phải bảo vệ cho gia đình mình là trước nhất. Bây giờ thì xin mời quý vị hãy nhìn ngắm cái đường để đi tới khu Phước Lộc Thọ nha, khu Bosa của mình nha. Đường đã đang sửa nên đường bên Mỹ cũng ổ gà ổ voi dữ lắm chứ không không có trơn tru đâu. Để giỡn chứ con đường này là đang sửa chữa rất là nhiều, tại vì nó cái khu này nó nằm gần cái đường đi lên freeway á. Freeway họ đang sửa mấy cái cầu lên freeway rồi mở thêm đường, cho nên chạy nó hơi gồ ghề chút. Ở freeway ở bên Mỹ thì nó có cái điều cũng hơi hay là có nghĩa là nó có cái tuổi thọ, cái tên mình không biết là bao lâu, nhưng mà tới cái đúng cái tuổi thọ đó đó là họ sẽ xây một cái cầu mới và đập bỏ cái cầu cũ. Không cần biết cái cầu nó có bị hư hay không, chỉ cần biết nó đã đến cái tuổi thọ cần phải thay là họ đập bỏ và họ thay cái mới. Nên mình đi thì cũng an tâm, nhưng mà đôi lúc thì cái traffic đó, cái giao thông nó cũng bị stuck lại bởi vì người ta sửa đường. Mọi lần mà mấy ngày trước mà đi cái con đường này, tại vì họ sửa freeway họ đóng còn có một đường thôi cho nên kẹt dữ lắm, nhưng mà ngày hôm nay mình đi ra thì không có bị kẹt gì hết, đường rất là vắng vẻ. Bây giờ thì có thêm một số xe đó, là tại vì cái giờ này nhiều khi cũng còn một vài cơ sở họ làm việc, ví dụ như là bệnh viện, nhà thuốc, rồi những cái nhà hàng ăn họ phải chuẩn bị thức ăn để khách mua to go, thì họ vẫn còn đi làm việc thì họ lái về. Nhưng phần lớn là hôm nay là đã ở nhà nhiều lắm, coi như là giảm hết, chỉ còn khoảng chừng 1/10 thôi đó quý vị. Đây Hồng Loan đang chạy ngang cái khu Mobile Home. Khu Mobile Home này là người Việt Nam của mình sống ở đây rất là đông. Đấy. Những cái căn nhà Mobile Home mà quý vị có thể mình coi, mình thấy là chở cái xe mà họ chở cái nhà đi đó, rồi họ đem đến đây họ đặt xuống. Bây giờ thì những căn Mobile Home này cũng lên giá dữ dội lắm, và cái thuế đất á, nó cũng lên kinh khủng. Một cái nhà mà khoảng 3 phòng ngủ mà nếu mà một người mới vô á, là phải đóng tiền thuế đất hàng tháng là khoảng $1,500 đó. Mà khu này thì là rất là gần khu trung tâm người Việt mình. Ngay bên đây là cái chợ ABC, là cái chợ gần như cũng rất là lâu rồi của người Việt mình, có từ rất sớm. Tới đại lộ Trần Hưng Đạo. Đây là tới
đường Bô Sa và cũng là đại lộ Trần Hưng Đạo ở Orange County. Đây, ở đây có tượng Đức Thánh Trần nè quý vị. Đó, có cái tượng Đức Thánh Trần, người Việt của mình mới sinh để mà quý vị nhìn những cái cửa tiệm đóng cửa hết nè. Toàn bộ những cửa tiệm đóng cửa hết, chỉ có một vài tiệm bán thức ăn đó, như khô bò nè, Hương Huế là bán chủ yếu là đồ to go, văn phòng bác sĩ đóng cửa hết. Lockdown. Đây là Phước Lộc Thọ. Lockdown Phước Lộc Thọ luôn, coi như là không có ai bán buôn gì trong trọng hết. Trung tâm Phước Lộc Thọ là đóng cửa hết luôn rồi, không một bóng người, không một chiếc xe. Tiệm của bạn Lộc nè, tiệm của Leon Vũ với là Andy Thái cũng đóng cửa luôn rồi. Đây là tiệm tóc của Andy Thái nè, Hair Desire. Đó, tiệm này của Andy Thái nằm trên đường Bố Sa luôn. Đây cũng là một cái khu mobile home nữa, nằm ngay trên đại lộ Bố Sa. Khu này là nhà, ở đây giờ nó cũng mắc lắm à. Và đây là trung tâm ăn uống của đường Bố Sa đây. Đây, cái khu ăn uống này là khu nhà hàng mà nổi tiếng nhất, hầu như ai đến Cali cũng ghé vào cái khu này. Nó có rất là nhiều nhà hàng nổi tiếng như là Lục Đỉnh Ký nè, rồi ở Hà Nội hồi xưa, giờ Lục Đỉnh Ký giờ đóng cửa luôn rồi em. Rồi, Lục Đỉnh Ký đóng cửa luôn. Ồ, có cái phở này, trời đất ơi, mới mở bây giờ cần sang tiệm luôn rồi. Tiệm này hồi xưa là tiệm cháo ếch, cháo ếch gì đó. Rồi giờ thấy đổi qua phở 24, rồi giờ đặt cái bảng lên cho thuê lại hả. Thêm một cái khu mobile home ở đây nữa nè quý vị. Thật ra nói nhà mobile home chứ vào ở cũng rất là khang trang, nhà cũng đẹp lắm, nhà rộng rãi sạch sẽ. Thời gian đầu Lộc với Loan cũng đã từng ở hôm mobile home. Lúc mà Lộc Loan mới qua thì cũng đâu có khả năng mua nhà ở, thì mình cũng mua cái mobile home để đỡ hơn. Nhờ lúc đó là khoảng mười mấy năm về trước mà cái nhà mình phải đóng tiền thuế là gần 1.200 đô một tháng. Nhưng mà được cái nhà mình thì được 4 phòng ngủ. Đây là đường Brockhurst. Đường Brockhurst là một trong những cái đường chính mà tập trung nhiều nhà hàng của người Việt mình, từ khu Bô Sa, thành phố Westminster và để đi lên thành phố Garden Grove. Đây là con đường chính. Hồi nãy nghe trên Facebook có người nói là đi trên xe mà hai lái xe đi mà hai người là sẽ bị police chặn lại phạt 400 đồng. Cái đó là không có nha quý vị, chưa đến mức độ đó đâu. Bây giờ thì chỉ hạn chế tối đa thôi. Ví dụ như nếu mà mình đi ở ngoài đường á, mà hai người mình mà đứng nói chuyện ở ngoài đường á, thì là bị phạt. Là tại vì họ không có cho cái social mà tiếp xúc nhau ở ngoài như vậy, phải đứng cách xa nhau. Nhưng mà cũng không có được đứng mà nói chuyện phím để mà lây lan bệnh như vậy, họ cũng không cho. Cái đó thì bị phạt, chứ còn chưa đến mức độ mà bắt buộc chỉ có một người được đi ra ngoài để đi mua đồ ăn thôi, chưa tới cái tình trạng đó đâu. Bây giờ ở đây thì cũng khoảng 70 mấy người bị bệnh ở khu Orange County mình nè. Đó, thì cấm như vậy để hạn chế lây lan, chứ không phải là bởi vì là bệnh quá nhiều cho nên họ giới nghiêm hoặc là gọi là shutdown thì không có, chỉ là hạn chế thôi. Đây là cái khu nhiều văn phòng office của người Việt. Rồi bây giờ là quẹo vô cái khu nhà của bạn của Hồng Loan.
động xuống đưa tiếp tế thức ăn cho gia đình đông con ở bên Mỹ, mà hai vợ chồng có 5 đứa con luôn, gan dễ sợ không. Hồng Loan là bái phục hai vợ chồng của hai người bạn này luôn á, công nhận giỏi thiệt. Social distance xuống là đưa là sao? Đưa xong là đứng xa ra nha. Bỏ dưới đất xong rồi. Xong rồi cái nó lại nó lấy. Đứng xa 6 feet nha, là 2 mét nha. Bà đứng trong nhà, bà cũng né né, bà dối tay, bà láng chứ bà không dám lại gần mình nữa. À, đây cũng là một cái trường học nè, một cái trường trường tiểu học. Này của Garden Grove. Của Garden Grove. Ngày hôm tối hôm qua đó thì có mấy người bạn họ đi về khuya khoảng một mấy tối, thì trên cái đường beach đó, đường gần khu cũng người Việt mình, cái chỗ Target á, họ có những cái trụ của quân đội, xe quân đội họ đậu mà mình không biết là họ dừng để làm gì, đông lắm. Mấy người bạn thì cũng đi ngang qua thì cũng ngó coi vậy thôi chứ không dám dừng lại. Hình như là tại vì hồi lúc 4 giờ sáng này nè, là chính phủ cho rải cái thuốc sát trùng xuống ở cái khu vực này. Cho nên Hồng Loan nghĩ có lẽ là đổ xe xuống để mà những cái xe mà người ta đi về khuya quá đó, họ nhắc nhở là phải đi về liền, tại vì họ sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Thì cái đó Hồng Loan cũng đọc ở trên mạng, thì nghe thông báo là như vậy, là 4 giờ sáng cho tới 6 giờ rưỡi sáng. Với lại xe quân đội đổ xuống cũng rất là nhiều. Mỹ thì chính phủ Mỹ họ cũng kỹ lắm. Cái vấn đề mà bệnh này nè, họ cũng rất là lo xa. Nhiều khi sợ ngoài cái lo lắng cho cái bệnh thì có những cái thành phần không tốt nó dựa vào để mà nó gây những cái khủng bố hoặc là cái gì đó, làm những cái gì để mà cho người dân thêm sợ hãi nữa. Cho nên chính phủ đưa cái quân đội xuống, bắt đầu là rải rác khắp nơi hết, xe chạy vòng vòng khắp nơi. Những cái điều này là mình đọc được ở trên mạng và tìm hiểu. Để hiểu biết thêm thì Hồng Loan muốn chia sẻ với quý vị. Mà nếu mà quý vị thấy nó quan trọng thì nên tìm hiểu kỹ hơn nữa. Thật sự thì mình Hồng Loan đọc thì cũng lựa những cái bài báo nó uy tín, những cái bài báo của Mỹ hoặc là những cái bài báo người Việt mình mà có tính, có uy tín thì mình mới đọc, thì mình tìm hiểu ở trên đó thôi. Bây giờ là mình tới cái đường Westminster. Đó, Westminster là mình sẽ chạy ngang cái trung tâm y tế Michael Dowd. Đây là khu chợ Thuận Phát, là một trong những cái chợ của người Việt rất là lớn. Hôm qua thì được biết thông tin là trung tâm y tế Michael Dowd họ có những cái kit để mà thử nghiệm cho cái China virus nữa. Thì trong vòng 2 tiếng, bao nhiêu? Trong vòng 10 phút. Trong vòng 10 phút là có kết quả. Thì nghe nói là những cái kit đó là trung tâm mua từ ở bên Hàn Quốc. Hàn Quốc. Mà mình cũng ngạc nhiên tại sao mà thử mà 10 phút mà có. Thì tại vì Hồng Loan không có đến thử nên Hồng Loan không có biết là cái điều đó là có đúng là như vậy hay là không. Không biết hơi thật là như nào. Đó. Cái vấn đề mà trung tâm ở đây á, nhà nước thì có cho xuống hai cái điểm để mà thử thuốc miễn phí cho dân. Đây là chúng ta đang đi tới
trung tâm y tế Mai Cô Đào nè. Đó. Ủa, sao vắng cái gì? Hôm nay thì tại sao đóng cửa rồi? Ủa sao kỳ vậy? Không có còn được lấy nữa hả? Ồ. Còn nhà nước là cho hai cái điểm thử là free. Còn bên trung tâm y tế Mai Cù Đào đó thì là thử là 49 đồng cho một cái xét nghiệm. Đó. Đúng theo luật của nhà nước á, là những cái nơi nào mà thu tiền về cái vấn đề này á, là sẽ bị phạt. Mà vấn đề này thì Hồng Loan cũng chưa biết ra như thế nào. Mà hôm nay á, thì thấy đóng cửa rồi. Không phải là đóng cửa nhưng mà hình như là hạn chế người đã vô. À, hạn chế. Nhưng mà đâu có thấy một chiếc xe nào đâu ngoài đây. Để Hồng Loan sẽ lên tìm hiểu thử coi câu chuyện ngày hôm qua nó có vấn đề gì không. Hôm qua mà sau khi mà đưa tung tin lên cái vụ mà ở đây thử ra 4 người Việt Nam mình bị bệnh là bô sa của mình náo loạn luôn. Mọi người lo lắng nhắn tin cho nhau, thông báo hết cho nhau biết. Ai cũng sợ hết. Không biết hơi thật ra thế nào. Thì một số người thì rất là vui mừng khi mà có một cái loại kit nó nhanh như vậy, trong vòng 10 phút chỉ nhỏ một giọt máu, giống như là thử đường hay là thử thai của phụ nữ vậy đó. Trong vòng 10 phút là có biết liền. Mà cái que nghe nói gì cũng một vạch, hai vạch, ba vạch vậy đó hả? Một vạch, hai vạch, ba vạch. Rồi có người thì hoan nghênh, còn có người thì lại không tin điều đó. Nhiều người họ hoan nghênh là tại vì thật sự mà bây giờ mà vô cái chỗ mà của nhà nước thử á, thì hình như là phải chờ rất là lâu, đông lắm. Get like 2-3 tiếng đồng hồ là ít á, để được thử. Thì ở đây người ta nói thôi giờ cứ bỏ đại 49 đồng ra, người ta thử trong vòng 10 phút có liền. Đó thì lúc nào cũng vậy, những mỗi câu chuyện gì nó cũng có hai cái dư luận nó ngược chiều nhau. Thì tùy theo suy nghĩ của mỗi người thôi. Nếu như mà bản thân của Hồng Loan thì Hồng Loan sẽ đi ra chỗ của nhà nước. Đã muốn thử rồi thì đi chỗ cho đúng, mặc dù tốn ít thời gian đi nữa, nhưng mà như vậy nó sẽ chắc chắn hơn. Cái điều mà thu tiền từ những cái lợi nhuận từ những cái này là cái luật nhà nước cấm, thì mình không nên tiếp tay để mà người ta có cơ hội để làm những cái điều đó. Với lại theo Lộc nghĩ đó, là nếu như mà mình cảm thấy trong người mình có một trong những dấu hiệu nhiễm bệnh thì mình hãy đi đến mà mình test. Chứ mình đang khỏe mạnh thì mình đừng đến những chỗ đó. Tại vì đến thứ nhất là đông quá, đông người quá, nó cơ hội mà nhiễm bệnh nó càng cao hơn nữa. Thứ hai là mất thời gian của những người bị bệnh thật sự, họ cần phải đi thử. Nhưng mà cơ thể mình đang bình thường thì đừng nên đi thử. Trừ khi nào cảm thấy mà trong người có những cái triệu chứng như là ho, sổ mũi, nhức đầu, rồi đau bụng, rồi nhức lưng, rồi tiêu chảy, thì cái đó mình hãy đi lên đến khó thở. Khó thở. Người đau. Thường cái bệnh cúm nó làm cho cái người mình nó đau lắm. Cái Hồng Loan á, lúc mà qua Mỹ cũng đã bị bệnh cúm một lần, nó nằm 3 ngày luôn á quý vị. Cái đó là cái cúm bình thường thôi. Cái cơ thể mình nó đau mà nó nhức mỏi, nó đau ê ẩm luôn. Nó đau đến mức độ mà mình nghĩ là chết đi sướng hơn. Cái bệnh cúm nó ghê gớm vậy đó. Lúc đó mới qua không có biết, không có đi chết ngừa, không biết. Cho nên xong rồi bị một lần mới thấy sợ, thấy khủng khiếp. Cái bệnh cúm nó ghê lắm, đừng nói chi tới mà cái chai na cúm này. Bây giờ Hồng Loan chạy tới cái đường bus nè. Cái đường này ngày hôm qua là nghe nói là xe của quân đội đổ xuống dữ lắm.
Và cái đường này là cái con đường lớn và là đường chính để mà chạy lên chạy xuống giữa những cái freeway lớn của Orange County. Đường bắn que rồi quý vị ơi. Cái đường này là lúc nào xe cũng nối đuôi nhau, kẹt dài 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 hết á. Bây giờ Orange County mình mà muốn xuống biển á là đi thẳng con đường này nè, đi thẳng hoài là đụng tới biển. Đi khoảng chừng 5 mai nữa, khoảng 10 cây số là xuống tới biển. Cái biển xuống thẳng tới biển Huntington Beach mà hôm bữa Hồng Loan có quay cho quý vị xem đó. Ủa chưa bớt. hôm bữa có xuống biển quay, trời ơi. Hôm bữa đó là cách đây khoảng là ngày chủ nhật hả? Hôm nay mình là thứ bảy. Bữa Hồng Loan chạy xuống chủ nhật là lúc đó ở bệnh đây là cũng phát ghê gớm rồi đó. Vậy mà người ta cũng đi đầy ở dưới luôn. Rồi quán cà phê, nhà hàng gì cũng ăn đầy luôn. Tại lúc đó chưa ra lệnh cấm, chưa có cái lệnh mà khoảng cách giữa người và người 6 feet đó, là 2 mét đó. Cũng đông nghẹt luôn. Rồi đi mà thấy người ta đi chơi, rồi người ta ngồi nhà hàng và nam bàn cũng 4-5 người rồi cũng ngồi đầy, nói chuyện, cười, nói, ăn uống đầy hết. Thấy sợ quá trời luôn à. Bởi vậy ngày hôm qua Hồng Loan đi mà nghe news á, mà nói là người ta vẫn đi chơi này nọ, mình lo dễ sợ, mình nghĩ không lẽ người Mỹ này họ y tới mức độ như vậy. Trời ơi. Ừ, nhưng mà cũng may mắn là họ cũng biết tuân theo luật rồi đó, mà cũng biết sợ rồi đó. Thật ra luật này thì nó cũng chưa có phải là nó nghiêm dữ dội lắm, cho nên nếu mà mình nghe, mình biết, mình sợ, mình chấp hành thì đó là điều tốt. Nếu mà họ tạo ra một cái luật nghiêm như vậy đó thì cũng tốt cho mình thôi. Tại vì họ lo sức khỏe cho mình, mình tuân thủ theo có nghĩa là mình lo sức khỏe cho mình, mình giúp cho mình tốt hơn. Cái luật bên Mỹ thì nó đỡ là mọi luật đều giúp cho con người, cho người dân của họ được khỏe hơn, tốt hơn vậy thôi. Quý vị thấy giống như là mấy ngày trước đó, những cái chợ đó là người ta chen nhau mua đồ. Mình đi mình thấy tội nghiệp những người già quá. Những người già và những người mà họ đi làm về trễ, đi vô trễ quá không mua được gì hết. Thì vừa mới xong cái vấn đề đó phản ánh lên là bắt đầu tất cả các chợ là họ sẽ dành một cái giờ riêng cho những người trên 65 ha. Những người trên 65 tuổi, như là cái giờ từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tay sáng, một tiếng đồng hồ đó là dành riêng cho những người lớn đi vô chợ mua thôi. Người trẻ là không có được vô, dưới 65 là không có được vô. Ba mẹ Hồng Loan nói cần gì thôi, để sáng đó ba mẹ chạy ra chợ ba mẹ mua thôi, gọi đừng đi đâu hết, ở nhà không được đi đâu. Coi như là một tháng nay rồi đó, ba mẹ với lại con gái Gia Linh đó, là ở nhà thôi, không có đi đâu ra đường hết. Gia Linh nó cũng sợ lắm. Gia Linh đó, hồi lúc mà hồi cuối tháng 2 đó, là Hồng Loan đi hát thì ở gần đây cho nên cả nhà đi. Mà Gia Linh nó đi tới đâu cái nội, mẹ cái người đó giống China quá, phải China không? Cái ba nói chắc vậy quá. Cái lấy áo lên bịt mặt lại, che mặt lại. Chà nà có virus mẹ ơi, chà nà có virus, che mặt lên liền. Rồi đi vô trong thang máy cũng vậy nữa, vô thang máy đi chung á, cũng nhìn thôi, cái đó phải chà nà không vậy ba, để con che mặt. Cái ba nó không phải đâu con, không phải. Ok, không phải thì được. Chị cũng sợ dữ lắm. Gia Linh ghét cái bệnh China virus lắm. Và mới vừa sáng này á, kêu ba với mẹ, nói ba mẹ lấy camera quay cho con nói này, con nói gửi ông Tập Cận Bình. Linh nói cũng vui cũng hay. Rồi nói là ba post lên đi để cho gửi cho ông Tập Cận Bình cho ông coi để ông biết. Để bữa nào Lộc sẽ lên sẽ post cái video của Linh nói cho quý vị coi. Chị ngồi chị buồn á, chị than chị không được gặp bạn bè, chị nhớ trường, nhớ cô, nhớ bạn. Chị nói nha, ghét cái ông này quá à, tại ổng á mà bị như vậy, để con phải lên con nói mới được.
Hồng Loan sẽ chia sẻ cái video đó của con gái Gia Linh với quý vị. Nãy giờ quý vị cũng đã đi một vòng rồi ha, mình xem sơ sơ, mình tìm hiểu thêm về cái cộng đồng người Việt của mình ở Cali, cũng như là Hồng Loan quay một cái số hình ảnh mà của ngày hôm nay thì đường nó đã hầu như nó đã vắng, nó chỉ còn khoảng chừng 1% của những ngày trước thôi. Đó là một điều đáng mừng thật sự. Hồng Loan nghe mà cấm như vậy Hồng Loan mừng lắm, và Hồng Loan mong muốn là toàn nước Mỹ cũng làm như vậy luôn, giống như ở Washington đó quý vị. Bây giờ đó là không có ca bệnh mới nữa, là bởi vì họ chấp hành, hay họ cũng sợ họ ở trong nhà họ không đi ra ngoài thì không lây lan, không có bệnh mới nữa. Ok, cảm ơn quý vị nãy giờ đã nghe những cái trao đổi về cuộc sống của bên Mỹ, cũng như là cộng đồng người Việt mình, cũng như là về cái bệnh China virus. Và bây giờ thì Hồng Loan về tới nhà rồi. Chào tạm biệt quý vị, và chúc mọi người chúng ta hãy cùng khỏe, cùng mạnh, uống nhiều vitamin vô nha. Nước nóng có gừng lúc nào cũng ở bên cạnh nha quý vị. Chào tạm biệt quý vị.